Phần 1 thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Vì sao kế toán thuế lại phải tiếp nhận để chúng ta nắm được các thông tin phục vụ cho việc kê khai và ghi sổ thuế. Bước thứ hai không thể thiếu được, các bạn phải làm ngay, đó là làm thủ tục khắc dấu của doanh nghiệp. Hiện nay thì hầu hết các doanh nghiệp khi chúng ta thành lập ấy, thì các bạn thường thường là thuê một văn phòng luật để làm. Vì vậy mà khi các bạn thuê văn phòng luật để làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp thì các bạn ở văn phòng luật ấy, đã làm hết cho các bạn các thủ tục, các bước đầu như thế này rồi. Nên nhiều khi là kế toán thuế vào trong doanh nghiệp các bạn làm ấy, thì các bạn không được trực tiếp đi làm các công việc như thế này. Nên hầu như các bạn mà vào các doanh nghiệp các bạn làm ấy, ví dụ như bạn nào mà vào doanh nghiệp đã và đang hoạt động thì cũng không bao giờ được làm cái thủ tục là đi khắc dấu, đúng không nhỉ? Thế còn những bạn mà vào doanh nghiệp mới mà lại thuê văn phòng luật làm thì các bạn cũng không biết điều này. Trước đây ấy, cái việc đi khắc dấu này thì chúng ta phải phải làm ở sở công an, có một cái phòng là chuyên cấp về dấu. Và con dấu của chúng ta thì luôn luôn là con dấu đồng, dấu tròn. Thế nhưng hiện nay thì cơ quan thuế do sự phát triển của nền kinh tế cho nên là cơ quan thuế cho phép các doanh nghiệp là không nhất thiết là cứ phải đến công an để khắc dấu. Mà chúng ta có thể đến những cái nơi mà chúng ta lựa chọn cái những cái địa điểm khắc dấu, vì hiện nay là có rất là nhiều những cái mẫu dấu mà nó rất tiện lợi cho doanh nghiệp. Các bạn không cần phải đổ mực có dấu, đúng không ạ? Các bạn có con dấu thì các bạn thậm chí là các bạn còn in được cả chữ ký bằng dấu nữa. Đấy. Thế thì ở đây thì tôi chỉ nói đến thủ tục khắc dấu tròn thôi. Thế còn những con dấu nào mà bắt buộc các bạn phải làm thì sau khi nói xong dấu tròn, tôi sẽ nói đến các con dấu tiếp theo, được không ạ? Vậy thì khi mà doanh nghiệp ấy, các bạn là lựa chọn phương pháp là dù là các bạn đến công an để in dấu đồng, hay các bạn đến các doanh nghiệp mà in dấu tự động, cứ cộp cái là ra, không cần phải giống như là cái dấu mà cứ phải gõ gõ vào trong một cái file mực ấy, đúng không ạ? Thế thì các bạn phải làm thủ tục thông báo mẫu con dấu này với cơ quan đã đăng ký kinh doanh, có nghĩa là sở kế hoạch đầu tư ấy. Các bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bao gồm có thông báo về cái con dấu mà các bạn vừa làm. Các bạn phải có tờ khai thông tin người nộp hồ sơ, mục lục hồ sơ ghi theo thứ tự và bìa hồ sơ. Cái này các bạn phải đến gặp cái phòng đăng ký của sở kế hoạch đầu tư để các bạn khai báo. Ngoài ra thì dấu đỏ còn được khai báo với lại ngân hàng hoặc là các cơ quan liên quan, cơ quan thuế, để người ta còn nhận diện được doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Với lại là các khách hàng và nhà cung cấp thì các bạn cũng có thể là gửi cái thông báo mẫu dấu để cho người ta nắm được. Thì ngoài con dấu tròn ấy, là con dấu mà doanh nghiệp bắt buộc phải in và phải thông báo, thì ngoài ra chúng ta còn rất là nhiều những cái con dấu ở trong thực tế mà các bạn hình như cũng không thể thiếu được. Đó là dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật. Cái dấu này thì do các bạn lựa chọn thôi, đúng không ạ? Những người mà được phép in dấu chức danh thông thường là các vị trí quan trọng ở trong doanh nghiệp. Các bạn có quyền là ký và đóng dấu chức danh lên một số những cái văn bản theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra thì còn có một số cái dấu mà cũng không thể thiếu được, đó là dấu đã thu tiền, đúng không nhỉ? Và dấu sao y bản chính. Vì doanh nghiệp ấy, là nếu các bạn vào những doanh nghiệp mà ví dụ như là doanh nghiệp bán xe máy ô tô thì các bạn biết là các bạn phải thường xuyên có cái dấu sao y để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta bán hàng ấy thì chúng ta phải sao y ra nhiều bản cho khách hàng, vì bản gốc ấy, bản hồ sơ gốc ấy là cơ quan thuế giữ rồi. Đấy. Thế cho nên là các bạn cũng phải lưu ý đến cái việc là vào doanh nghiệp thì mình phải cần in những cái con dấu nào. Bước thứ hai là làm thủ tục khắc dấu. Thì thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký. Sau khi mà các bạn chuẩn bị xong hồ sơ ở trên thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký, và bước 3 thì các bạn nhận hồ sơ thông báo về mẫu dấu, phòng đăng ký sẽ trao giấy biết nhận cho doanh nghiệp và thực hiện đăng tải cái thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cái thông báo về việc đăng ký này khi mà sở kế hoạch đầu tư ấy, người ta đã đưa lên cổng thông tin quốc gia, thì như vậy là chúng ta sẽ
được sử dụng cái con dấu của mình. Đấy là thủ tục hành chính về con dấu tròn của doanh nghiệp. Bước thứ 3 là làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng. Cái mở thủ tục tài khoản ngân hàng này thì nó theo quy định của từng ngân hàng. Mở tài khoản ngân hàng thì rất đơn giản. Các bạn chỉ cần đến ngân hàng, đem theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quyết định bổ nhiệm vị trí chủ tài khoản và vị trí phụ trách phòng kế toán hoặc kế toán trưởng, thông báo mẫu dấu và các bạn kê khai đóng dấu ký chữ ký mẫu vào trong cái tờ khai do ngân hàng phát cho các bạn. Bộ hồ sơ làm thủ tục ngân hàng thì các bạn nên làm hai bộ, một bộ ngân hàng giữ và một bộ thì các bạn lưu ở doanh nghiệp. Lưu ở doanh nghiệp có tác dụng gì ạ? Để đến sau này nếu như mình lại tiếp tục mở tài khoản ở ngân hàng đó thì mình cũng biết là ngân hàng này quy định làm những cái gì, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động. Người đi làm thủ tục tài khoản ngân hàng lưu ý phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, phải cầm theo căn cước hoặc là chứng minh nhân dân còn thời hạn. Đồng thời các bạn phải cầm theo ít nhất 1 triệu để nộp vào tài khoản. Đây là số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Mở tài khoản tiền gửi ngân hàng tại đâu là do doanh nghiệp các bạn hoàn toàn lựa chọn. Bước thứ 4 là đăng ký dịch vụ chữ ký số. Dịch vụ chữ ký số là một cái đường truyền mà giúp cho doanh nghiệp nộp tờ khai, nộp báo cáo thuế và nộp tiền thuế qua mạng, các bạn hay gọi là nộp điện tử. Cái này mình chỉ cần liên hệ với một cơ quan chữ ký số để làm. Sau khi các bạn làm xong là các bạn đăng ký tờ khai và nộp thôi. Bước tiếp theo là lập tờ khai và nộp tiền lệ phí bôn bài. Lựa chọn phương pháp kê khai và tính thuế giá trị gia tăng. Lựa chọn hình thức hóa đơn và khai tăng bảo hiểm. Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp ghi sổ. Lập quy chế tài chính, lập định mức và kế hoạch sản xuất. Đấy là những cái công việc bắt buộc mà kế toán thuế ở trong doanh nghiệp, khi các bạn vào một doanh nghiệp mới thành lập thì đây là các bước mà các bạn cần phải làm khi chúng ta vừa vào doanh nghiệp. Để làm gì ạ? Đây là những cơ sở ban đầu, những viên gạch ban đầu để xây dựng nên một cái nền móng vững chắc cho công việc sau này của các bạn. Thì tôi cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn các bước để khi các bạn vào một doanh nghiệp mới thành lập thì các bạn hoàn toàn chủ động trong công việc của mình. Hy vọng rằng với những gợi ý của tôi thì các bạn sẽ vào những doanh nghiệp mới thành lập thì các bạn hoàn toàn tự tin, có thể là chủ động ngay trong công việc của mình, tránh tình trạng là rất nhiều bạn sau khi mà chúng ta vào các doanh nghiệp, thậm chí là doanh nghiệp đã và đang hoạt động, các bạn cũng gọi điện về hỏi là cô ơi, hôm nay em đi làm thì em phải bắt đầu như thế nào.